Hơn 30 năm uy tín vững bền, Hòa Phát nay mang đến máy lọc nước RO lọc sạch chuyên sâu, công nghệ tấm màng từ Mỹ. Lọc sạch khuẩn thêm khoáng chất, làm nóng lạnh hiệu suất cao, công nghệ thông minh. Máy lọc nước Hòa Phát trao nước sạch chuẩn quốc gia. Cho sức khỏe bền lâu, cho yêu thương bền chặt, cho tương lai bền vững. Máy lọc nước Hòa Phát, bền bỉ trao nước sạch. Cần có chính sách khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Xâm phạm đê điều, hành lang thoát lũ, nguy cơ trước mùa mưa bão. Phát triển xe đạp công cộng, mảnh ghép nhỏ, xanh hóa giao thông đô thị. Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Việt Nam Xanh. Và vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ được phát sóng trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước nguy cơ biển, đại dương đối mặt với những đe dọa và rủi ro ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, hoạt động khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển và nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác biển đảo, nhất là phương diện kinh tế biển xanh đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sáng 1 tháng 8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học Kinh tế biển xanh tạo động lực phát triển bền vững. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh vai trò đặc biệt của kinh tế biển gắn phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững dựa trên nền tảng kinh tế biển xanh luôn được Đảng, Nhà nước coi trọng, đặc biệt nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế biển và phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển. Để tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng để xây dựng Việt Nam thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn theo tinh thần nghị quyết 36, đòi hỏi cần phải có tư duy đổi mới, đột phá, phù hợp với xu thế chung toàn cầu về phát triển bền vững kinh tế biển trong tình hình mới. Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung thảo luận làm rõ nội dung về ý nghĩa của kinh tế biển xanh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho phát triển bền vững kinh tế biển. Trong thời gian tới, cần có các giải pháp căn cơ, trọng tâm, trọng điểm, trong đó vừa chú trọng vào các hoạt động kinh tế, vừa quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế biển xanh một cách bền vững. Cần có chính sách rõ ràng để khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Đây chính là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu mới đây. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc huy động điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu lên lưới điện quốc gia cần căn cứ vào yêu cầu của đất nước, thực tiễn phát triển nguồn điện, đặc thù của từng vùng miền. Cơ quan soạn thảo phải nghiên cứu phương án nâng tỷ lệ mua điện dư phát lên lưới điện quốc gia là 20% công suất lắp đặt ở miền Bắc, 10% đối với khu vực miền Trung, miền Nam. Về phương pháp xác định giá mua điện, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương xem xét, nghiên cứu theo hướng áp dụng cơ chế bù trừ hoặc theo giá chào bán thấp nhất trên thị trường điện cạnh tranh tại thời điểm mua. Đồng thời, phải có chính sách khuyến khích rõ ràng để tổ chức cá nhân tham gia đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, kèm theo thiết bị lưu trữ điện năng, chuyển thành nguồn điện nền, phát lên lưới vào giờ cao điểm, theo hướng nhà nước, nhân dân cùng làm. Thưa quý vị, bán tín chỉ carbon rừng đang được nhiều địa phương ở nước ta quan tâm và muốn triển khai sớm. Đây là lĩnh vực mới nên Cục Lâm nghiệp đã thông tin một loạt vấn đề liên quan để các địa phương nắm rõ và cùng hợp tác triển khai. Cục Lâm nghiệp cho biết Việt Nam đang triển khai duy nhất một chương trình chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng, đó là thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. Việt Nam chuyển nhượng cho Ngân hàng Thế giới 10,3 triệu tấn CO2 với đơn giá 5 đô la một tấn CO2, tổng giá trị chi trả là 51,5 triệu đô la. Trong đó 95% lượng chuyển nhượng sẽ được tính vào NDC của Việt Nam. Tới đây, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ phân bổ hạn ngạch giảm phát thải từ rừng cho các vùng sinh thái, các địa phương hàng năm giai đoạn 2021-2030 để thực hiện các mục tiêu NDC, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng và quy định chi tiết về hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định lượng phát thải, tăng hấp thụ carbon rừng. Để thúc đẩy phát triển bền vững theo tiêu chí ESG, góp phần hiện thực hóa mục tiêu net zero vào năm 2050, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn lực để tài trợ vốn cho các ngành, lĩnh vực kinh tế xanh,
các dự án thân thiện với môi trường. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31 tháng 3 đã có 47 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với dư nợ đạt khoảng 637.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Dư nợ tín dụng được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội của hệ thống tổ chức tín dụng tăng trưởng đều qua các năm. Đến nay, đạt khoảng 2,9 triệu tỷ đồng, chiếm 21% trên tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế. Báo cáo chỉ ra, đã có 17 ngân hàng thương mại thành lập bộ phận chuyên trách để quản lý rủi ro môi trường và xã hội. Tính đến ngày 31 tháng 3, số dự án khách hàng đã cấp tín dụng được thực hiện đánh giá quản lý rủi ro về môi trường là trên 110.000 dự án trên khách hàng. Số dư nợ được quản lý rủi ro về môi trường đạt trên 991.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức tín dụng cấp tín dụng xanh cho các ngành lĩnh vực kinh tế xanh, phát thải thấp. Xin được tiếp tục chương trình với các nội dung khác. Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, chỉ trong 5 ngày vừa qua, kể từ ngày 28 tháng 7, khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra liên tiếp trên 60 trận động đất với tần suất dày đặc. Ngày 31 tháng 7 tại huyện Con Plông, Kon Tum đã xảy ra 13 trận động đất lớn nhỏ, có độ lớn từ 2,5 đến 3,4. Trước đó, chỉ trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7, huyện này hứng chịu tất cả 46 trận liên tục. Trận nặng nhất đạt cường độ 5 độ vào trưa ngày 28 tháng 7 là trận động đất lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh, gây rung lắc dữ dội không chỉ ở Kon Tum mà còn lan ra các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên. Cơ quan chức năng đã cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 cho trận này. Theo thống kê ban đầu, chưa có thiệt hại về người và tài sản. Chuyên gia về động đất đánh giá, nguyên nhân gây ra động đất ở khu vực huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum là do động đất kích thích, cụ thể là do hồ chứa thủy điện nằm trong vùng. Việc tích nước của các hồ chứa này khả năng là nguyên nhân gây ra các trận động đất vừa qua. Thưa quý vị, mưa lũ ở các huyện ngoại thành Hà Nội suốt nhiều ngày qua đã gây thiệt hại về người, khiến nhiều tuyến đê kè bị ngập, sạt lở, cùng hơn 100 cầu cống, đập bị hư hỏng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa lũ dài ngày ở huyện Chương Mỹ và Quốc Oai đã khiến 3 người tử vong do lũ cuốn trôi. Nhiều vùng ngập sâu trong nước gây thiệt hại lớn cho cuộc sống và sản xuất nông nghiệp của bà con. Tại huyện Chương Mỹ, hơn 720 mét chiều dài kênh mương bị hư hỏng, gần 4.700 mét đê bị ngập. Mưa lũ khiến 19 thôn xóm bị ngập, trên 1.200 hộ ảnh hưởng, trong đó trên 6.000 người cần cứu trợ và hơn 3.500 người phải sơ tán. Tại huyện Quốc Oai, có 5 xã bị ảnh hưởng mưa lũ gây ngập úng với 531 hộ dân trên 2.500 nhân khẩu, trong đó 160 hộ bị ngập sâu, gần 800 hectare diện tích cây nông nghiệp bị ngập, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 48 tỷ đồng. Trước diễn biến trên, cơ quan chuyên môn cảnh báo các địa phương sẽ phải chủ động hơn trong việc khắc phục hậu quả sau lũ, ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Thưa quý vị, đê điều vốn được coi là thành trì, bảo vệ làng mạc, bảo vệ sản xuất và bảo vệ cuộc sống của người dân trước những hiện tượng thiên tai dị thường, đặc biệt là lũ bão. Thế nhưng, ở những năm gần đây, ở nhiều địa phương trong cả nước, tình trạng xâm phạm đê điều đang diễn ra tràn lan. Thực trạng này đe dọa an toàn tính mạng, tài sản và sinh hoạt sản xuất của người dân. Sai phạm, xử lý rồi lại tái phạm. Việc xử lý tình trạng này được ví như bắt cóc bỏ đĩa đã làm gia tăng lo ngại cho cuộc sống và tính mạng của người dân, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, bất thường như hiện nay. Và trong chương trình Việt Nam Xanh ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng để nói về vấn đề này. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi những ảnh ở Thái Bình, địa phương được bao bọc bởi hệ thống đê sông, đê biển với tổng chiều dài hơn 600 km. Thế nhưng, đây cũng là địa phương mà cả chục năm nay, nhiều đoạn đê bị lấn chiếm, chưa được xử lý. Nhà xưởng đóng tàu, trạm trộn bê tông, vật liệu xây dựng chất đống ngay chân đê, nhà hàng, quán ăn xây dựng trên hành lang đê tồn tại hàng chục năm nay. Biết rõ sai phạm theo quy định của luật đê điều, nhưng chủ các bến bãi vẫn bao biện đủ lý do. Chúng tôi cũng nhận là có cái phần sai, nhưng mà thực tế là chúng tôi cũng chỉ là nơi trung chuyển vật liệu thôi. Khi nào cái xi măng nó hết thì chúng tôi chấp hành hạ nốt. Và thì nó cái này nó phụ thuộc cái mức độ là tiêu thụ ở trong dân. Chúng tôi cũng đã đầu tư rất là nhiều, em cũng chỉ mong chính quyền để đưa chúng tôi quy hoạch ở một chỗ để bà con có cái cuộc sống mưu sinh, phát triển kinh tế. Không chỉ xây dựng trạm trộn bê tông, chất chứa gạch
cát quá tải trên hành lang thoát lũ. Đến cả điếm canh đê cũng bị biến thành trụ sở giao dịch của doanh nghiệp như thế này. Cứ chưa báo động thì là công ty người ta nhờ để người ta nắng và đang cho chú đây thôi. Còn khi mà báo động thì chúng tôi bắt thu hết tất cả các thứ ra để cho bộ phận trực đê để vào trong này ngủ. Thái Bình là địa phương được bao bọc bởi hệ thống đê sông, đê biển với tổng chiều dài hơn 356 km đê trung ương và gần 230 km đê bối. Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Bình, từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2024, cả tỉnh phát sinh mới 516 vụ vi phạm về lĩnh vực đê điều. Các cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương mới xử lý được 267 vụ. Trong một cái khoảng thời gian dài trước đây, từ năm 2019 trở về trước, thì có cái sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương. Cho nên là các cái vi phạm khi mà nó xảy ra thì nó không được ngăn chặn kịp thời. Cả nghìn sai phạm trên hệ thống đê, nhưng cả chục năm nay, chính quyền địa phương vẫn không thể xử lý dứt điểm. Thái Bình hiện vẫn còn tồn đọng 249 vụ vi phạm mới phát sinh và 381 vụ vi phạm tồn đọng từ nhiều năm trước đang khó xử lý. Bởi hầu hết các bến bãi vật liệu xây dựng tự phát từ khi chưa có luật đê điều và dựa trên cơ sở hợp đồng cho thuê đất của chính quyền địa phương. Hai cái trạm trộn đã được thu dỡ nhưng mà cũng chưa triệt để. Ví dụ như là trạm trộn bê tông Xuân Truyền đây thì vẫn còn là cái nhà quản lý. Nhưng mà hiện nay chủ đang đi vắng cho nên là chưa làm việc được. Cái việc mà ủy ban xã cho thuê đất 5% công ích vào cái sử dụng và cái mục đích mà làm bến bãi là không đúng với thẩm quyền và không đúng với quy định của pháp luật. Chấp hành cái các cái văn bản chỉ đạo của tỉnh thì đã chỉ đạo tất cả các xã có cái bến bãi là thanh lý hợp đồng cho thuê bến bãi vì theo quy định thì thẩm quyền cho thuê bến bãi là không thuộc ủy ban dân cấp xã. Vâng, không chỉ ở Thái Bình, hành lang đê điều và không gian thoát lũ của nhiều con sông ở phía Bắc cũng đang bị xâm hại nghiêm trọng. Tại tuyến đê sông Hồng thuộc thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, một loạt các công trình chưa được cấp phép ngang nhiên hoạt động, nguy cơ sạt lở vỡ bờ đê luôn tiềm ẩn, tài sản và tính mạng của người dân đang bị đe dọa. Bê tông, gạch vữa, đủ loại phế thải xây dựng, thậm chí cả bột bùn than cũng đổ thẳng xuống sông. Khúc sông Hồng này là đoạn giáp ranh giữa huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên. Phía trên là bờ, bên dưới là hành lang thoát lũ. Mặc dù không được cấp phép nhưng có khá nhiều công ty doanh nghiệp xây dựng các cái bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, thậm chí là đổ phế thải xây dựng xuống cả lòng sông như thế này mà không có một cơ quan chức năng nào xử lý. Còn đây, bến bãi của công ty Hoàng Gia, hơn 93.000 m2. Một khu vực bãi tập kết không hề nhỏ, nhưng bất ngờ là 15 năm nay hoạt động không phép. Đơn vị này cũng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về đê điều, nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Từ thời còn tỉnh Hà Tây cũ cấp cho dự án là 50 năm, đến 2058 hết. Chuyển sang Hà Nội thì chúng tôi cũng có làm các cái giấy tờ lên kia để cấp phép, xin phép để xây dựng. Từ đó đến nay là chúng tôi vẫn phải chờ. Theo tìm hiểu, trên đê sông Hồng thuộc huyện Thường Tín và Phú Xuyên có đến hàng chục bến bãi chứa vật liệu xây dựng. Bãi nào cát đá cũng chất đống như bức tường thành ngăn cản dòng thoát lũ. Cái hành lang thoát lũ mềm đã là cái khó. Bây giờ anh tạo nên những cái bãi thải rồi là từ bãi thải đó tạo nên những cái khu nhà kiên cố mà thì nó là tạo nên cái hành lang chắn cái hành lang thoát lũ cứng. Khi mà lũ lớn thì có thể nói nó tạo nên không ai ngờ được sức. Có thể ngờ được sức nước nó đến mức nào. Cũng bên đê sông Hồng, khu vực huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thật khó tin, quần thể du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm nay. Theo quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nơi đây thuộc danh mục các bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng nhưng không quá 5% diện tích bãi sông. Tuy nhiên, từ thời điểm xây dựng đến nay, khu vực này chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Từ năm 2016 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
đã có nhiều văn bản yêu cầu xử lý quần thể công trình xây dựng kiên cố có quy mô lớn trên bãi sông Hồng thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường do vi phạm pháp luật về đê điều. Tuy nhiên, hiện vẫn không có cơ quan nào xử lý được. Vi phạm cái hành lang đê điều khoảng 20 năm nay. Thì trước và chuẩn bị đến mùa bão năm 2024, trước tiên là chúng tôi đã xử lý vi phạm hành chính các cái bến bãi này. Cái thứ hai là chúng tôi yêu cầu di rời toàn bộ cái cát ra khỏi khu vực mà vi phạm. Điều thứ ba là chúng tôi tháo dỡ toàn bộ các cái mố cầu, các cái mố trụ. Thưa quý vị, Việt Nam là quốc gia có hệ thống đê điều rất lớn. Với tổng số hơn 9.700 km đê, trong đó có gần 6.900 km đê sông và hơn 1.300 km đê biển. Việt Nam cũng là quốc gia gánh chịu hàng chục cơn bão lũ mỗi năm, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, những thành trì bảo vệ làng mạc là đê điều, hành lang thoát lũ lại đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những năm gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều mặc dù có xu hướng giảm về số lượng, nhưng mức độ và quy mô vi phạm thì lại nghiêm trọng hơn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao trước mỗi mùa mưa bão. Chương Mỹ, Hà Nội. Ngập, lụt. Cả tuần nay, người dân bị bõm trong mưa lũ. Và cũng chính khu vực này, những vi phạm về đê điều vẫn diễn ra nhiều năm nay. Thống kê mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tổng số hơn 9.700 km đê sông và đê biển của cả nước, có gần 2.780 km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt thuộc 21 tỉnh, thành phố. Trong đó Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng và Thái Bình là những địa phương có số km đê dài nhất so với các địa phương khác. Từ khi luật đê điều có hiệu lực năm 2006 đến tháng 7 năm 2024, có tới 17.036 vụ vi phạm pháp luật về đê điều. Hiện mới xử lý được hơn 4.800 vụ, đạt 28%. Còn tồn đọng kéo dài hơn 12.200 vụ, chiếm 72%. Cái tình trạng vi phạm vẫn còn tồn đọng kéo dài ấy, có thể kể đến là một số cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là ở một số cái chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở, phường xã thì vẫn còn có cái tư tưởng chủ quan, xem nhẹ cái vai trò của hệ thống đê điều. Thứ hai là trước cái sức ép phát triển của cái nền kinh tế ngày càng lớn, cái nhu cầu về vật liệu đất đai xây dựng càng nhiều, có cái địa phương thì còn cấp phép sai thẩm quyền, chưa đúng quy định thì dẫn đến cái tình trạng vi phạm. Hệ thống đê điều trên địa bàn cả nước chủ yếu đắp bằng đất. Dưới tác động của mưa lũ, nhiều tuyến đê đã xuống cấp. Hiện trên các tuyến đê từ cấp 3 trở lên có 299 trọng điểm xung yếu, gần 270 km đê thiếu cao trình, gần 185 km đê xảy ra đùn sủi và hàng trăm cống, kè bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa bão xảy ra. Ủy ban cơ xã là phải có trách nhiệm rằng là kiểm tra rà soát đối với trường vi phạm đó và tùy theo từng cấp công trình và từng lĩnh vực thì các sở ngành có liên quan sẽ tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 447/2011 và chỉ thị 24/2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn còn buông lỏng quản lý, chưa thực hiện trách nhiệm ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm. Các cái xã là quản lý đất đai nó tương đối lỏng lẻo, đặc biệt là cái việc mà cho thuê đất và việc khi cho thuê đất rồi thì là cái việc giám sát rồi là kiểm tra để xem là họ sử dụng đất có mục đích đúng mục đích không. Đấy là còn buông lỏng. Chúng tôi đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện rất nhiều cái giải pháp. Trước hết là trước mùa lũ thì đã hướng dẫn chỉ đạo các địa phương tổng kiểm tra rà soát đánh giá lại cái hiện trạng hệ thống đê điều, xác định các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu và thông báo đến các địa phương, đề nghị các địa phương phải xây dựng cái phương án kịch bản ứng phó xử lý với các trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động khi có tình huống xảy ra. Vi phạm đê điều diễn ra hơn 20 năm nhưng chưa được xử lý là một thực tế đáng kinh ngạc. Thế nhưng thực tế này vẫn đang tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương, kéo dài từ năm này qua năm khác, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác. Quả bóng trách nhiệm cũng được đá qua, đá lại.
còn các công trình xâm phạm hành lang đê điều, không gian thoát lũ một cách hết sức ngang nhiên vẫn sừng sững mọc lên. Xử phạt vi phạm các quy định về hành vi bị cấm trong lĩnh vực đê điều. Nghị định 104/2007 của Chính phủ nêu rõ, điều 20 vi phạm các quy định tại điều 7 của luật đê điều, phạt từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Để vật liệu ở lòng sông, bãi sông gây cản trở dòng chảy, thoát lũ và trong hành lang bảo vệ đê điều với khối lượng từ 200 mét khối trở lên. B. Xây dựng công trình nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, trừ công trình phục vụ phòng chống lũ lụt, bão, công trình phụ trợ và công trình đặc biệt. C. Khai thác đất đá, cát sỏi, khoáng sản trong phạm vi bảo vệ đê điều. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 6 điều này. Hơn 30 năm uy tín, Hòa Phát mang đến máy lọc nước sạch chuyên sâu, công nghệ tấm màng từ Mỹ, lọc sạch khuẩn, thêm khoáng chất. Nước sạch chuẩn quốc gia, trao sức khỏe bền lâu đến mọi nhà. Máy lọc nước Hòa Phát bền bỉ, trao nước sạch. Hydrogen được coi là một dạng năng lượng hóa học có nhiều ưu điểm vì sản phẩm của quá trình này chỉ là nước tinh khiết mà không có chất thải nào gây hại đến môi trường, không phát thải khí carbonic gây biến đổi khí hậu toàn cầu. Hydrogen còn là nguồn năng lượng gần như vô tận và có thể tái sinh được. Hydrogen có thể được sản xuất từ nhiều nguồn sẵn có khác nhau như gió, mặt trời, sinh khối. Nó không chỉ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh nguồn năng lượng mà còn giúp giải quyết được nhiều vấn đề khác nhau của đời sống, nhất là trong một số ngành như giao thông vận tải, hóa chất và luyện kim. Thưa quý vị, dưới tác động của biến đổi khí hậu và khan hiếm nhiên liệu, thời gian qua, nhiều nước trên thế giới đã dịch chuyển năng lượng tích cực và hiệu quả. Ngoài điện gió, điện mặt trời, hydrogen đã được nhiều nước sản xuất và sử dụng trong công nghiệp. Trong lộ trình dịch chuyển năng lượng của mình, Việt Nam cũng chọn phát triển công nghiệp hydrogen là một hướng đi mới. Vậy chúng ta có lợi thế gì? Đâu là những khó khăn và thách thức của nước ta khi phát triển nguồn năng lượng mới này? Để làm rõ những vấn đề này, mời quý vị theo dõi những chia sẻ của bà Stephanie Peter, thành viên Hội đồng Hydrogen Cộng hòa Liên bang Đức. Xin trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc Việt Nam. Xin bà cho biết việc phát triển hydrogen có ý nghĩa như thế nào đối với việc giảm phát thải mà hầu hết các nước đang hướng tới cái mục tiêu này? Việc phát triển hydrogen rất quan trọng. Nó giúp ích cho việc giảm phát thải, giảm tác động đến môi trường. Hydrogen được xem là một trong những nguồn năng lượng sạch nhất, góp phần vô cùng quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải. Không chỉ có vậy, nguồn năng lượng sạch này còn có một ý nghĩa quan trọng nữa, đó là muốn sản xuất được hydrogen phải dùng nguồn năng lượng sạch. Như vậy sẽ thúc đẩy việc phát triển điện gió và điện áp mái, và từ hydrogen lại có thể sản xuất ra được điện sạch. Đó là một vòng tuần hoàn khép kín rất có ý nghĩa. Vậy bà đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển hydrogen của Việt Nam? Tôi được biết, thời gian qua Việt Nam đã phát triển năng lượng tái tạo khá mạnh mẽ, đạt tới khoảng 17 gigawatt, tuy nhiên còn hạn chế trong việc đưa lên lưới điện. Nếu sản xuất hydrogen có thể tận dụng nguồn năng lượng điện gió, điện mặt trời thừa đó để sản xuất hydrogen. Việt Nam có bờ biển rất dài và có rất nhiều nhà máy điện gió, trạm điện gió ngoài khơi, thì đây chính là tiềm năng rất lớn để Việt Nam có thể sản xuất và sau đấy là xuất khẩu năng lượng sạch. Như bà vừa chia sẻ thì Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển hydrogen. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì theo bà, những cái khó khăn và vướng mắc nhất của Việt Nam trong việc phát triển hydrogen là gì ạ? Để phát triển hydrogen cần phải có đủ 3 điều kiện cùng lúc. Thứ nhất là cần có đủ nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen. Thứ hai là cần có thị trường, tức là phải có người mua, người sử dụng hydrogen được sản xuất ra. Thứ ba là cần xây dựng cơ sở hạ tầng để lưu trữ, để truyền tải. Đây là 3 việc phải được triển khai đồng thời cùng lúc thì hệ thống mới có thể hoạt động được. Và đây cũng chính là thách thức rất lớn đối với Việt Nam để có thể phát triển được hydrogen. Với hàng loạt những khó khăn và vướng mắc như bà chia sẻ thì theo bà, Việt Nam cần phải có ngay những cái giải pháp gì để có thể sản xuất được sớm hydrogen để có thể đáp ứng được cái yêu cầu là giảm phát thải trong thời gian tới ạ? Để làm được những việc này, Việt Nam phải ban hành cơ sở pháp lý làm sao để hydrogen được chấp nhận là một loại nguồn năng lượng giống như dầu hay khí. Chính vì vậy, cần phải củng cố cơ sở pháp lý cho nguồn năng lượng mới này, cần phải sửa luật sao cho phù hợp. Ngoài ra, cũng cần phải chuẩn bị nguồn nhân lực có chuyên môn, rồi truyền thông rộng rãi hơn về nguồn năng lượng mới này.
Còn về góc độ kinh tế thì cần phải chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc cần thiết để phục vụ cho việc phát triển hydrogen, đặc biệt nên hợp tác với những doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã có kinh nghiệm để có thể đẩy nhanh lộ trình sản xuất hydrogen càng sớm càng tốt. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà. Hơn 30 năm uy tín Hòa Phát mang đến máy lọc nước sạch chuyên sâu, công nghệ tấm màn từ Mỹ, lọc sạch khuẩn, thêm khoáng chất. Nước sạch chuẩn quốc gia, trao sức khỏe bền lâu đến mọi nhà. Máy lọc nước Hòa Phát bền bỉ, trao nước sạch. Vâng thưa quý vị, hoạt động giao thông vận tải là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm không khí ở các đô thị, khi tạo ra tới 70% tổng lượng bụi và khí thải vào môi trường. Nguồn ô nhiễm này gây tác động xấu tới sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy, phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh là một xu thế tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới. Bên cạnh tàu điện, xe máy và xe buýt điện, phát triển xe đạp công cộng được xem là mảnh ghép nhỏ trong mục tiêu hướng tới giảm phát thải của ngành giao thông. Và những ảnh trong phóng sự sau đây cũng sẽ khép lại 30 phút của chương trình Việt Nam Xanh ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đặt tại Thương Xá Tắc, nằm trên đường Lê Lợi, ra Nguyễn Huệ, quận 1. Từ lâu, trạm xe đạp công cộng này đã trở thành người bạn đường thân thiết của chị Xuân. Dịch vụ xe đạp công cộng đã tạo thêm sự lựa chọn về loại hình giao thông cho những người dân như chị Xuân và du khách tham quan. Tôi rất là thích, tại vì sáng đi làm rất là thoải mái, có tinh thần đi làm. Rồi hiện tại thì đang sử dụng rất là thường xuyên buổi sáng và buổi chiều tối. Đề án xe đạp công cộng được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt và triển khai thí điểm từ ngày 16 tháng 12 năm 2021. Giờ đây, nó không chỉ là phương tiện thử nghiệm mà người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã coi xe đạp công cộng là một loại phương tiện không thể thiếu. Mình thấy là nó sẽ có thể giảm ùn tắc giao thông. Thứ hai là nó sẽ giúp bảo vệ môi trường, giảm khí thải. Và thứ ba là giúp duy trì sức khỏe cho người dân. Vốn là một người yêu môi trường, ngay khi xe đạp công cộng có mặt tại Hà Nội, chị Bùi Thị Nguyệt Nga đã lựa chọn đây là một trong những phương tiện chính để di chuyển của mình. Lịch trình hôm nay của chị Nga là 8 giờ 30 phút có mặt ở Hồ Hoàn Kiếm để nhặt rác cùng với các bạn trong câu lạc bộ, nên chị đã lựa chọn trạm xe gần Hồ Hoàn Kiếm nhất để trả xe. Tôi là một người rất là đam mê đạp xe và yêu môi trường. Tuy nhiên thì do diện tích ở Hà Nội nơi ở không có quá đủ lớn nên tôi không mua được xe cho mình. Nên ngay khi mà Hà Nội triển khai xe đạp công cộng, tôi hưởng ứng tích cực và thường xuyên đạp sử dụng. Không chỉ được lựa chọn để di chuyển, kết nối giữa các phương tiện giao thông, giờ đây xe đạp công cộng còn được nhiều tổ chức, cơ quan lựa chọn làm phương tiện để triển khai các hoạt động nhóm, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Chúng tôi lựa chọn này có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là cái xe này nó cũng đẹp và nó thống nhất cho giống như nó phù hợp với cái môi trường và cái yêu cầu chúng tôi xây dựng tập thể. Lý do thứ hai là chúng tôi cũng rất ủng hộ cho cái việc bảo vệ môi trường. Hầu hết các trạm xe đạp công cộng hiện nay đều được lắp đặt tại các địa điểm gần làn xuống của xe buýt, trạm tàu điện trên cao và gần công viên để giúp người dân có thể thuận lợi phối kết hợp sử dụng các loại phương tiện công cộng. Xe đạp và phương tiện giao thông công cộng là hai thứ mà có thể kết nối với nhau một cách tự nhiên. Nó là hai phương thức vận tải, nó bù đắp cho nhau. Nó không thay thế và không cạnh tranh nhau. Cái đấy rất là hay. Nếu kết nối được giữa xe buýt, giữa đường sắt đô thị với xe đạp thì đây là một sự bổ sung cho nhau rất hoàn hảo. Sự trở lại của xe đạp là tất yếu của giao thông đô thị. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, việc hiện đại hóa mô hình quản lý và hoạt động cho thuê xe đạp công cộng đã mở ra những lựa chọn di chuyển mới. Phương tiện này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sức khỏe cho người dùng, giảm bớt sự hỗn loạn, ô nhiễm và thay đổi ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Những chiếc xe đạp nhỏ bé đã trở thành mảnh ghép nhỏ ý nghĩa, hướng tới mục tiêu xanh hóa giao thông đô thị.